cuộc sống Gen Z bây giờ bất ổn không khác gì các cô bác trung niên, có phải không ạ? Quá trình bán hàng em nhận ra là càng ngày tỷ lệ người trẻ dưới 30 tuổi bị đau xương khớp cực kỳ nhiều luôn. Đau nhức này, mỏi này, tê bì chân tay, đặc biệt là phần cổ vai gáy này này. Do là chúng ta lười vận động, ít tập thể thao, chế độ ăn uống thì mất cân bằng, rồi lại còn thiếu canxi nữa. Các anh chị em nào mà đang gặp tình trạng đấy thì mình bổ sung cho em sản phẩm này nhé. Đó là viên uống canxi kết hợp với viên uống khớp. Canxi này là canxi hữu cơ, không gây táo bón nóng trong, thì nó sẽ giúp bổ sung canxi cho xương và răng cho khỏe. Bởi vì là nếu mà thiếu canxi này, thiếu magie, nó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho mình dễ bị thoái hóa hơn đấy, và cũng gây nên tình trạng đau nhức, đau mỏi chân tay. Còn đối với viên uống khớp này, nó sẽ giúp bổ sung những dưỡng chất cho khớp, giúp khớp của mình hoạt động được trơn tru hơn này, linh hoạt hơn này, và phòng ngừa giảm nguy cơ bị viêm khớp, thoái hóa khớp nữa đấy. Ngoài ra thì em bật mí là nhà em sắp về một sản phẩm giúp mình có thể giảm cơn đau tức thì. Em sẽ giới thiệu trong các video tiếp theo trên kênh, cả nhà nhớ đón xem nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.